cái season phá đó. Season phá hả? Nguyên một mùa thôi chơi. Trời ơi, bữa hổm người ta chơi với Phi còn không chịu đi nữa đó. Đi làm hai lần là chán rồi. Nhưng mà nó cũng có mình đó, bữa hổm mình chưa đi xe lửa. Mẹ chơi với con. Thế nào? Cho bạn chơi với. Wow, liếm cái đầu chơi kìa, dơ quá đi. Không liếm nha. Ừ, ba ba đi, nói ba ba coi. Nói ba ba ngoan coi, mẹ thương nè. Ba ba ba. Ba ba. Nè. Ba ba đi. Ba ba ba. Ba ba đi. Ba 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 ba. Mẹ nè. Cái đầu làm miếng. Mẹ nè làm miếng. Ôi sao đèn xanh đèn đỏ lâu quá vậy trời. Đèn xanh này kìa. Tiếng Anh
thật là ớn. Mình đang tiến gần đến Rencentry để ăn cháo. Mà không biết có cháo không. Wow, cây này cây đào đi vậy ta. Cái bông trắng trắng này là bông gì anh mày? I don't know. Ở phía trước có một cây hiệp. Bông hiệp là trắng luôn kìa. Wow. Cây đó phải là cây đào không trời. Mình đã thấy cây vô luôn rồi. Cây mình vô luôn rồi. Bắt luôn. Đúng mà. Anh đi vô anh coi. Anh nói với lái xe. Với lái xe là em lái rồi. Giờ vô Phật Kinh. Tiền vàng. Trong đây là tiền vàng không? Giờ này người ta chưa mở cửa nữa trời. Trễ chưa? Bò khô, khô mực, khô cá. Tiệm trái cây. Wow, hơi lông kìa. Mít. Xíp. Cháo đâu anh ơi? Đây là toàn cảnh khu ăn uống ở trong Grand Century. Mình ăn cái quán này nè. Thanda, cháo vịt Thanda. Nó để riêng nè chứ không phải trong tô cháo không có thịt nha. Dĩa lòng này nó để riêng á. Chưa, thì để vô đây. Nó chín luôn. Đang để này lỏng, hôm nay này lỏng quá nha. Mùi quá, ăn xong hết, mang tiếp hả? Để cho nó nóng, nó lạnh.
lọt lọt cái này cũng nè. Việt Nam uống được mấy chục ly luôn.